Trong bối cảnh thích ứng an toàn với COVID-19, từ đầu năm đến nay, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã tập trung nhiều giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao trong năm 2022 và đã đạt kết quả ấn tượng. Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất tại xưởng may này đã dần phục hồi trở lại, không chỉ giải quyết việc làm cho khoảng 150 lao động tại địa phương, với doanh thu hàng tháng khoảng 1,7 tỷ đồng, việc khôi phục sản xuất trong bối cảnh thích ứng đã góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Người lao động cũng rất là hăng say bởi vì đã thích ứng được cái sản xuất theo cái điều kiện như thế. Đáng thế ngân sách của nhà nước thì nói chung là điều đó là nhà máy đã lo đầy đủ cái vấn đề đó đối với lại cái bên địa phương. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao, ngay từ đầu năm, phường Hòa Quý đã triển khai nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền, rà soát, lập bộ thuế đến việc xử lý nợ động thuế. Các chỉ tiêu cũng được giao cụ thể cho từng tổ dân phố. Ngay sau khi được nhận cái chỉ tiêu của quận giao, thì ban dân phường cũng đã tổ chức cái hội nghị giao chỉ tiêu cho các tổ dân phố trên địa bàn phường để tiến hành công tác thu ngân sách. Và bên cạnh đó thì phường cũng đã có phân công cho cán bộ phường để phụ trách các cái khu dân cư để mà đôn đốc công tác thu ngân sách. Đối với các cái trường hợp mà nợ đọng thì phường có cái hội đồng tư vấn thuế và hàng tháng thì tổ chức giao ban và xử lý các cái trường hợp mà còn nợ và triển khai các cái việc mà đi thu nợ tại các cái đối với các cái trường hợp mà cái hộ còn nợ. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, từ đầu năm đến nay, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường Hòa Quý cũng bắt đầu phục hồi và có nhiều khởi sắc. Đặc biệt nhiều dự án phát triển đô thị trên địa bàn đã nhộn nhịp trở lại. Chính vì vậy, công tác thu ngân sách của địa phương cũng có nhiều thuận lợi. Tính đến nay, dù chưa được nửa năm 2022, nhưng phường Hòa Quý đã về đích nhiệm vụ thu ngân sách với hơn 10 tỷ đồng, vượt hơn 80% chỉ tiêu được giao. Với tín hiệu tích cực này, kỳ vọng bức tranh kinh tế xã hội Hòa Quý, địa phương vốn được xem là khó nhất ở quận Ngũ Hành Sơn, sẽ ngày thêm khởi sắc.